Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào cùng bảng với U23 Mông Cổ, U23 Saudi Arabia và U23 Iran tại ASEAN 19. Đây đã là lần thứ ba trong lịch sử, U23 Việt Nam và U23 Iran phải đối đầu nhau ngay từ vòng bảng giải đấu này. Tuy nhiên, lần này các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo nên một kết quả gây chấn động. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2014, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iran tại ASEAN 17 đã diễn ra. Bảng H chỉ gồm 3 đội, bao gồm U23 Việt Nam, U23 Iran và U23 Kyrgyzstan. Hai đội đầu bảng sẽ có vé vào vòng 1/8. Ngay trong lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đã phải đối mặt với U23 Iran, một trong những ứng cử viên vô địch của giải. Mặc dù chỉ mới nửa hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura đã ghi liền hai bàn thắng vào lưới đối thủ. Với lối chơi tự tin và các đường truyền phản công sắc bén, U23 Việt Nam đã thể hiện sự xuất sắc. Phút 24, Mạc Hồng Quân đã có pha bứt tốc ấn tượng trên cánh phải, sau đó khống chế bóng bằng đầu đầy tinh tế để vượt qua sự truy cản của đối phương, dẫn bóng xuống sát đường biên ngang và tạo điều kiện cho Võ Huy Toàn ghi bàn mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, chỉ sau 4 phút, U23 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-0 với bàn thắng của Mạc Hồng Quân. Mặc dù U23 Iran đã rút ngắn tỷ số còn 1-2, nhưng U23 Việt Nam vẫn duy trì lợi thế và giành chiến thắng 2-1. Đây thực sự là một khởi đầu ấn tượng cho U23 Việt Nam tại ASEAN 17. Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào cùng bảng với U23 Mông Cổ, U23 Saudi Arabia và U23 Iran tại ASEAN 19. Đây đã là lần thứ ba trong lịch sử, U23 Việt Nam và U23 Iran phải đối đầu nhau ngay từ vòng bảng giải đấu này. Tuy nhiên, lần này các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo nên một kết quả gây chấn động. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2014, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iran tại ASEAN 17 đã diễn ra. Bảng H chỉ gồm 3 đội, bao gồm U23 Việt Nam, U23 Iran và U23 Kyrgyzstan. Hai đội đầu bảng sẽ có vé vào vòng 1/8. Ngay trong lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đã phải đối mặt với U23 Iran, một trong những ứng cử viên vô địch của giải. Mặc dù chỉ mới nửa hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura đã ghi liền hai bàn thắng vào lưới đối thủ. Với lối chơi tự tin và các đường truyền phản công sắc bén, U23 Việt Nam đã thể hiện sự xuất sắc. Phút 24, Mạc Hồng Quân đã có pha bứt tốc ấn tượng trên cánh phải, sau đó khống chế bóng bằng đầu đầy tinh tế để vượt qua sự truy cản của đối phương, dẫn bóng xuống sát đường biên ngang và tạo điều kiện cho Võ Huy Toàn ghi bàn mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, chỉ sau 4 phút, U23 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-0 với bàn thắng của Mạc Hồng Quân. Mặc dù U23 Iran đã rút ngắn tỷ số còn 1-2, nhưng U23 Việt Nam vẫn duy trì lợi thế và giành chiến thắng 2-1. Đây thực sự là một khởi đầu ấn tượng cho U23 Việt Nam tại ASEAN 17.